Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy đang có mặt ở trên sân thượng vườn của anh Sơn Đỗ Trọng. Quý vị có thể thấy rất đông các anh các em đến thăm vườn của anh Sơn Đỗ Trọng. Quý vị chiêm ngưỡng một cái sân cây, trong đó có rất nhiều những cái tác phẩm và phôi đẳng cấp. Em chào các anh nhé, anh Khương ơi, chào anh nhá. Và anh chủ vườn đâu nhỉ, anh chủ vườn đẹp trai ơi. Chào toàn thể anh em nhá. Anh em chào anh. Lâu lắm rồi em mới trở lại thăm vườn anh. Cảm ơn anh em và đã đến. Anh ơi, trên này là tầng mấy của anh nhỉ? Tầng mấy? Nóc tầng 3. À tầng 3. Trên này là anh cất giữ những cái báu vật nhỉ. Nói chung là nó cũng là hàng bình dân. Đây quý vị ơi, anh ấy bảo hàng bình dân là quý vị này. Úi giời ơi. Các anh cho em cái cảm nghĩ nhỉ. Đồ này các anh Hà Nội để thử cảm nhận như nào. Cảm nhận là nhìn thấy là độ đẹp run chân tay đấy. Run chân tay. Nhìn sướng nhỉ. Những cái điểm chồn và những cái thịt nhỉ. Đây là đồ quý của anh Sơn quý vị nhá. Anh Sơn Đỗ Trọng. Nói như ở trên anh con vờ mà anh là không ăn quen là. Anh em Hà Nội say mê những cái đồ này. Và anh ấy còn rất nhiều những cái cốt quý nữa. Quý vị ơi, quý vị chiêm ngưỡng một cây răng lão. Đẹp từ chân bệ đến đường thân rồi form dáng. Chiều cao anh nhỉ, chiều cao thì sau chắc là cao khoảng 60 hơn 60. 60 hơn 60 một chút quý vị nhá. Vườn anh Sơn Đỗ Trọng, Tứ Kỳ, Hải Dương. Một cây một cây mộc bonsai. Một cây mộc cao khoảng anh Sơn này chắc cao khoảng 80 phân anh Sơn nhỉ. Một cây mộc đẹp quá quý vị ạ. Một sân thượng tầng 3. Trên đây không nhiều cây nhưng đồ chất thì rất nhiều. Cây nào cũng chất, cũng quý. Và đây là một cái oxy quý nhất vườn của anh Sơn. Phải không bạn? Anh đang nuôi quý vị nhá. Đây là cây quý nhất vườn của anh ấy. Đang nuôi một chút. Nhưng cây này thì ngắm thực tế một cây si già khủng khiếp. Đây là đồ quý nhất vườn. Lần trước bà Sa Đức Huy đến thì anh cái kê ở dưới còn ngắm kỹ. Lần này đưa lên trên này rồi. Đang ở chế độ tu luyện. Mà còn rất nhiều ở khu biển. Một cột trực này cũng ấn tượng. Một cái cốt trực núi. Cốt trực núi một cái phôi thứ cấp. Phôi này hoàn thiện được 70% rồi. Tác phẩm này của anh ấy xong xuôi hoàn thiện thì cũng chỉ cao khoảng 70 lùi thôi. 65 đến 70 phân thôi. Thế và một phôi nữa. Một phôi đang xây dựng nữa. Quý vị chiêm ngưỡng đồ như thế này thì thử hỏi là có quý không? Đẹp quá quý vị ạ, phải nói là rất quý. Từ form dáng đến chất cây. Những cái nụ tự nhiên. Đẹp quá. Cây hàng bonsai. Form xây dựng với form quốc tế. Form đường đại. Tiếp tục quý vị này.
Đây được cái gì? Tam đá. Các vị nhìn thấy anh em nó rất đông. Mà không có tên mà mày quá. Lâu lắm rồi. Thế này, em về trước, có đồ thì em về trước. Sân nhỏ thì cũng cứ chiều mọ được những đồ. Thưa quý vị, hôm nay thì còn ghi hình thì còn có anh Thắng video bonsai cũng đang ghi hình. Anh ơi. Em chào anh nhá. Ok. Chào bonsai Đức Huy. Đấy, anh em tôi đang chia sẻ nhau lên trên sóng. Anh em cứ phóng nhau vuông góc à? Đang đối diện. Được. Giới thiệu quý vị các bạn video sai để thêm cái tên cho đây là gọi là Huy Trọng. Ok anh. Vì em vừa bán chậu quý vị ạ. Sao đây Huy cũng làm cái đại lý chỗ tàu. Còn anh em đa hệ hết. Quay được à? Ồ, quay được đẹp quá nhỉ. Anh quay với em ấy, quay em một vòng ạ. Anh quay vừa được cho anh cả anh Thắng mà vừa được cả em đấy. Kia sai đang ngồi sụp xuống để ngắm cái gì ạ? Anh Sơn ở đây cái cây nếu là xanh đã được gọi là chúa vườn chưa? Thực ra thì để mà phân tích chúa thì nó cũng khó. Anh em mình chơi cây thì cũng đều biết rồi. Nó gọi là cái đồ mà cũng gọi là chơi được. Chứ còn nếu nói chúa thì mình phân tích nó cũng vô vàn. Chúa vườn anh? Gọi là nếu mà nói là vườn thì gọi là cái cây Nam Điền được quý nhất nhà. Đấy đấy và khi em... Chứ còn nếu phân tích chúa thì cũng mong anh em hết sức thông cảm mà vâng. Mình không gọi nó là chúa được. Thì em bảo chúa vườn anh. Okay. Vâng. Một cây gần như những cây hoàn thiện nhất vườn này, quý nhất vườn nếu về xanh. Còn si của anh thì có mấy cốt si còn giá trị hơn thế này nữa, hơn thế này rất nhiều. À, một cây sam trái quý vị ơi, sam trái đẹp quá, sam trái thác đổ. Em đang ngồi uống nước quý vị nhá. Và kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cốt si quý đang nuôi. Đây là cái đồ quý đang nuôi ở đây. Và quý vị hết sức thông cảm bởi vì đang nuôi lên hơi rậm. Một không gian trên tầng 3, không gian chơi lý tưởng. Ngắm trà thưởng lãm cây. Quả là tuyệt vời. Những cây xanh quê quý vị nhé. Một phôi đang xây dựng đó quý vị ạ. Một phôi trắng lão đang anh đang xây dựng. Có ý là anh đã nhìn nhận người rồi. Bây giờ anh phải kê lại cái đồ này. Thưa quý vị, Bonsai Huy vừa gửi tới quý vị một thước phim ngắn tại vườn của anh Sơn Đỗ Trọng tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hôm nay có rất đông các anh em Hà Nội, Thường Tín Hà Nội và anh em ở Hải Dương đến thăm vườn của anh Sơn, thăm cái khuôn viên trên tầng 3 của anh. Bonsai Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.